Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn phần mềm xử lý ảnh ở trên Windows Phone. Thì như chúng ta biết, những chiếc điện thoại Windows Phone, đặc biệt là chiếc Lumia 1020 này, nó có khả năng chụp ảnh rất là tốt. Và mình rất thích bởi vì mình có thể lấy cái ảnh đó mình xử lý ở trên máy tính. Và trong quá trình sử dụng vừa qua, mình đã phát hiện được một phần mềm rất là hay, đó là cái phần mềm Photo. Thì cái đặc điểm mình thích ở trên Photo đó là nó giúp cho mình có thể xử lý ảnh rất là nhanh, và cái ảnh khi mà xuất ra chất lượng rất là cao. Cái đó là hai điểm mình thích. Và bây giờ mình xin giới thiệu cho các bạn về nó. Thì đây là cái phần mềm Photo. Các bạn thấy cái icon của nó rất là màu sắc. Mình sẽ mở ra để giới thiệu về nó trước. Thì nó gồm hai phần, phần Edit và phần Collage. Edit tức là chúng ta chỉnh sửa hình, thêm hiệu ứng đóng khung này nọ. Còn cái phần Collage này tức là cái phần mà chúng ta ghép nhiều cái hình lại với nhau. Thì mình thích ở cái chỗ này, đó là nó cho chúng ta chỉnh cái chất lượng ảnh. Đó là khi mà chúng ta ghép hình thì chất lượng cao, từ cao cho đến thấp mình chọn cao nhất. Cũng như khi chúng ta edit, nó chọn từ cao đến thấp thì mình chọn cao nhất. Đó là hai cái mình, đây là thông tin về cái sản phẩm. Và ở trên Windows Phone, khi các bạn chọn cái phần mềm xử lý hình, các bạn không có kiểu đi như vậy, không kiểu như vào ứng dụng như vậy rồi mở hình để edit như chúng ta làm ở trên iOS hay Android, mà chúng ta làm một cách khác. Ví dụ mình mới chụp tấm hình xong, mình muốn xử lý thì mình vào hình, sau đó mình chọn hình, chọn edit, tức là khi mình đang xem hình như vậy, mình thấy tấm này ok, cần chỉnh sửa, và mình chọn menu rồi edit, rồi mình chọn cái photo hay là cái photo. Thì ở đây chúng ta thấy là có nhiều cái chỉnh sửa. Đầu tiên là cái enhance, rồi crop, rồi xoay, rồi hiệu ứng, rồi đóng khung, rồi adjust, cũng như là cái tiêu shift. Thì đối với mình, việc đầu tiên mình làm đó là enhance nó trước, tức là mình cho cái ảnh nó sáng lên theo cái ý mình muốn. Thì các bạn thấy là cái điểm mình thích ở trên Windows Phone, nhất là cái 1020 này, đó là khi chúng ta chụp hình xong thì cái chất lượng ảnh khá là nhiều, tức là cái độ dày của màu rất là nhiều. Đó là khi chúng ta chỉnh sửa, nó chỉnh sửa được nhiều hơn là những tấm hình chụp từ những cái máy khác. Mình có thể thêm một chút xíu về cái phần adjustment, ví dụ như tăng phần sáng lên, tăng cái độ tương phản lên, hoặc là tăng saturation lên một chút. Đó. Thì đây là coi như là cái việc đầu tiên của các bạn chỉnh ảnh, các bạn chỉnh sửa ảnh. Ở bất cứ khi các bạn chụp hình thì các bạn trên máy tính cũng vậy, các bạn sẽ chỉnh sửa những thông tin này trước. Và mình lưu ý là ở cái phần chỉnh blur với lại sharpen thì các bạn không nên chỉnh sharpen nhiều quá, bởi vậy ở trên điện thoại không sao, nhưng mà khi các bạn xuất trên máy tính thì nó nhìn nó sẽ rỗ hay là nhìn nó noise hơn. Đó. Đầu tiên thì mình làm như vậy. Thì bây giờ mình có một tấm hình với lại cái độ sáng ưng ý rồi, mình có thể lưu lại. Đó. Và bây giờ mình cũng có thể crop theo một cái tỷ lệ nào đó, hay là tỷ lệ bất kỳ nào đó các mình muốn. Thì các bạn thấy là ở đây mình có thể thấy cái kích thước của ảnh khá là lớn. Cái này là kích thước 5 megapixel, tức là cái size ảnh bình thường mà cái 1020 nó chụp được. Đó. Ngoài ra chúng ta có thể chọn nhiều cái kích thước crop khác. Mình sẽ chọn cái 43 đi, và mình sẽ cho nó zoom sát vào mặt chút. Đó, coi như mình crop xong. Bây giờ đến cái xoay, thì chúng ta có xoay trái, xoay phải, xoay sang bên này, xoay sang bên kia, hay xoay xuống ngược lại gì đó. Thì mình chọn xoay này, sau mình lưu lại. Và bây giờ là đến cái phần hiệu ứng. Thì các bạn thấy là có rất là nhiều hiệu ứng ở cái photo này. Từ analog cho đến lomo, rồi neon, rồi retro, rồi arc, rồi vintage, rồi black and white, rồi scrap, rồi old picture. Và trong mỗi cái này nó lại có những cái hiệu ứng khác nhau nữa. Nó nhiều quá như vậy thì sao? Thì cũng may là nó có một cái phần trái tim này, là phần yêu thích này. Đó, khi các bạn lựa chọn cái hiệu ứng các bạn yêu thích thì đóng trái tim vào thì nó sẽ nằm ở đây. Đó. Và mình đánh giá rất là cao những cái hiệu ứng ở trên photo, bởi vì nó không những nhiều mà cái màu nhìn cũng rất là dễ chịu. Và đặc biệt là chất lượng khi nó xuất ra rất là cao. Ví dụ như mình một số cái neon. Mình sẽ đưa cái hình chất lượng cao của những cái hình đã được áp màu này để cho các bạn xem. Đó. Thôi, quay về cái mình thích đi. Và các bạn thấy là khi mình chọn hiệu ứng nào thì nó sẽ bỏ cái hiệu ứng cũ, bởi vì mình chưa nhấn lưu. Như vậy thì dễ dàng chúng ta chọn hơn là những cái hiệu ứng mà nó chồng lên nhau, một số cái phần mềm họ chồng lên nhau. Là mình lưu cái này. Đó là về phần hiệu ứng. Còn về cái phần nữa gọi là phần border, tức là sau khi chúng ta chọn hiệu ứng xong, chúng ta đóng cho cái hình một cái khung nào đó. Đóng khung có thể cho nó nhìn vui vẻ, có thể cho nó nhìn chuyên nghiệp,
dụ mình thấy cái khung này nhìn nó tưởng tượng như là trong cái một cái máy quay phim, nó có thời gian chữ rack rồi thời gian pin này nọ, hoặc là cái khung này nhìn rất là chuyên nghiệp, viền đen bên ngoài, một đường chỉ trắng ở bên trong. Đó là về cái phần chỉnh sửa ảnh. Một phần khác ở trên photo đó là cái phần collage, tức là cái phần các bạn có thể chọn nhiều tấm hình khác nhau, sau đó để ghép lại thành một tấm hình. Đó thì các bạn thấy là chúng ta có thể chọn cái tỷ lệ hình của chúng ta, ví dụ mình chọn tỷ lệ hình 43 và mình có 4 tấm hình thì nó sẽ có nhiều cách sắp xếp khác nhau. Đó. Từ đây các bạn sẽ nhặt cái hình ở trong album của các bạn. Ví dụ như mình lấy hình này. Đó, mình nhặt ra những cái hình ở trong album để sau đó mình sẽ... Đây là những cái album online. Đó. Kể cả những album ở trên máy tính hoặc trên điện thoại, hoặc là những album nằm trên mạng. Thì kể cả những hình trên Facebook hay là trên Skype đều có thể lấy được. Giờ mình sẽ lấy hình như là bạn này đi. Một hình nữa là cho 3. Mình sẽ đánh dấu cái này là đây, cam screen bạn 6 chẳng hạn. Thì sau khi các bạn chọn xong, các bạn có thể phóng to hình lên một chút. Đó. Hoặc là đổi chỗ cho nó vào chỗ khác. Chúng ta có thể có những lựa chọn như là độ bóng cho mấy cái hình đó, hoặc là cho cái góc nó co lại, hoặc là tăng cái độ cao, độ lớn của cái hình. Đó, chúng ta có thể chọn cái hình nền bên dưới rất là nhiều cái màu sắc khác nhau. Đấy, màu tím trái tim này chẳng hạn. Đó. Rất là nhiều. Đó, những cái điểm chấm này nọ. Đó. Và đó, sau khi các bạn lưu thì nó nằm ở trong cái thư mục ảnh lưu. Album ảnh lưu. Đây. Album nè. Ảnh lưu. Đó. Đó là mình hai cái tác phẩm mình mới làm xong bằng photo.